thì chủ hung dính chỉ sẽ tán kê thì chủ hung ahia so tàn buồn nắm xỉu say bánh chóc năng chùi an khang hãy học ạ. Vâng, trước tiên đó là tôi xin được mạng phép đại diện cho họ nhà trai gia đình nhà họ Trần có lời chúc sức khỏe đến tất cả quý dân tộc hai họ ạ, nhất là có con nội má nội với má ngoại ở đây ạ, rất là cảm ơn, không ai vỗ tay luôn. Chờ kêu quậy muốn chết luôn. Vâng, kính thưa cùng quý dân tộc hai họ, do tin tác di hợp hôm nay ngày lành tháng tốt, đó là ngày 13 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý, gia đình họ nhà trai đến tham dự trong buổi lễ này gồm có, thưa cùng quý vị, đây là con ngoại, ông ngoại, má ngoại, ngoài ngoài kia là nhầm, bà dì với ông Dượng, bà dì với ông Dượng, còn hai bà đây khỏi giới thiệu biết rồi, hôm qua thấy rồi, biết rồi. Vâng, kính thưa cùng quý tộc hai họ, hôm nay họ nhà trai đến gồm có là 8 mâm lễ và quà để mà ra mắt cùng tổ tiên bà, xin phép làm một cái lễ rước dâu. Những mâm lễ vật gồm có như sau. Thưa cùng quý vị, mâm lễ vật thứ nhất tượng trưng cho đôi trẻ trăm năm bắt đầu, đó là chầu cao. Và những mâm kế tiếp nữa đó là trà, rượu. Trà, rượu, trái cây, bom. Và kế nữa đó là thèo lèo. Và kế nữa thưa cùng quý vị đó là một cái nọng heo ai ý sở hữu. Và kế nữa đó là một cái đầu heo cho ông bà Mai ạ. Vâng, và mâm thứ bảy kính thưa cùng quý vị đó là đại kiết đại lợi ạ. Mâm thứ tám đó là thèo lèo ạ. Tổng cộng là 8 mâm ạ. Vâng, sau khi đã được mạng phép đại diện họ nhà trai đã trình phần lễ đó xong, chúc mừng vợ chồng ai hê xô lấy ạ. Mời vợ chồng ai hê xô lấy phần trà rượu lên tổ tiên ông bà có nắng ạ. Và có đốt đôi nén hương ra mắt tổ tiên bà. Mời hê xô đứng lên. Xin mời thân tộc hai họ cho người đại diện hướng dẫn cô dâu ra để mà tiến hành cái buổi lễ chứng kiến làm lễ thượng đăng ạ. Người
Rồi hai đứa nè, hướng về má gật đầu cảm ơn má con. Vâng, trước tiên đó là cô dâu sẽ cài qua cho chú rể, đẹp thay cho mối duyên tình, vườn hoa kỷ niệm ngày mình gặp nhau, hoa hồng nhĩ tắm em trao, cài lên bông áo yêu nhau trọn đời. Đó hoa trao tặng vợ hiền, bấy lâu ao ước hai mình đẹp đôi, bây giờ thỏa nguyện anh rồi, yêu thương chung thủy một mình anh Tùng thôi. Oh. Hoa kia được kết bằng tình, hôm nay anh tặng cho người mình yêu. Em xin nhận tấm chân tình, hoa hồng cài áo thấm màu tim em. Cô dâu và chú rể rất là cảm ơn tất cả quý thân tộc hai họ, họ nhà trai cũng như họ nhà gái, gia đình nhà họ Trần và gia đình nhà họ Tiêu đã nhấn thời gian với báo đến tham dự buổi lễ thành hôn của hai con cháu mình. Cô dâu chú rể hướng về tất cả thân tộc hai họ nghiêng mình cảm ơn chung, không ai vỗ tay luôn. Trời ơi trời, quên hoài lo nghe không ạ. Năm nữ gia chủ hôn, ông và bà đó là lớn đi, sẽ làm lễ thượng đăng thắp sáng trên đường tương lai cho hai con mình giàu sang và nhiều hạnh phúc. Mời cô dâu và chú rể nè chứng kiến bá má làm lễ thượng đăng cho hai con nè. Rồi mời Hia Số hướng về từ đường xá bốn xá, bắt đầu xá bốn xá nha. Ngăn đăng sông Huy soi sáng cháu con, tương lai sáng lạng trọn đời hạnh phúc. Có hai khán giả gán con. Và công kính hướng trước thiên địa phụ mẫu có lời khẩn cầu, hôm nay hai họ phụng hòa minh, mai sau thiên phú kỳ lân nhi. Cô dâu và chú rể hướng trước thiên địa bái tạ tam lễ, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, lễ thành. Rồi đi vô cho cô dâu và chú rể nghiêm trang và công kính hướng trước điện Đức Quan Thế Bồ Tát, Đức Quan Thánh Đế Quân Công Công, Đức Thiên Hậu Thánh Mẫu cùng Ngũ Phương Ngũ Thổ Tiền Hậu Địa Chủ Công Công, Định Phước Táo Quân Công Công, Phục Hy tất cả chư vị hộ hộ cho cô dâu và chú rể, lương thình kiến nhật kết uyên ương, song song lại tạ Phật Mẫu Nương, cung chúc thanh thiên lai bảo hộ, tảo đắc quý tử hồng mộ an. Và đây cô dâu chú rể nghiêm trang cung kính hướng trước điện tất cả chư vị bái tạ tam lễ, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, lễ thành. Thưa quý vị, đó là cô dâu và chú rể sẽ dở mâm chầu cao ăn ở nó bắt đầu. Mời chú rể lấy hai cao, cô dâu lấy bốn lá chầu, bắt đầu. Cảm ơn cỏ, cảm ơn hoa, cảm ơn trời đất cho mình gặp nhau, dây chầu quấn lấy thân cao, còn ta mãi mãi bên nhau trọn đời. Một tràng pháo tay chúc mừng. Tôi cầm cái dĩa vỗ không nghe tiếng.
là cái lễ cô dâu và chú rể xin phép gom lúa. Gom lúa, ừ. Bây giờ lấy cái chiếc cái này chi? Có phiếu giờ lãnh gạo hay gì? Có phiếu lãnh gạo. Trước tiên đó là cô dâu và chú rể xin được ra mắt, dâng rượu cho con nội, má nội ạ. À. Nè, bưng mời mời má đi con. Mời má. Ờ, không ngửi xíu. Đúng rồi. Nhận chung về. Rồi à, con má. Ủa tay hoài. Năng năm cả ta lui. À, má ơi, à, má xài nó xưa rồi, à, con xài đô này má. Trời ơi, à, con đó là 200 đô nè, chúc mừng hai cháu nè. Con có riêng, tức là Hùng nghe má là hai chiếc nhẫn, chúc mừng cho hai cháu. Cái này là của sĩ bè sĩ sĩ bè sĩ đồng mỗi cột. Ở bên Mỹ, chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Sĩ bè sĩ đại diện gia đình cảm ơn sĩ bè sĩ hiến con mai trò xìa, tắt tháo trò xìa, nhất lễ, nhị lễ, người là phải hai lễ con. Trò xìa xếp về xếp âm. Rồi cô dâu chú rể này ra mắt dân rượu cho má ngoại ạ. À. À, má ngoại dạ nộp ơi, hữu sự có đôi, dạ nộp ơi. Tay má ngoại hôm nay sáng quá, chốp chốp lia lia như trời. Rồi má ngoại rất là vui, chúc mừng cho hai cháu đó là cô dâu chú rể, đó là một sợi chuyền vàng ạ. Khom xuống ai ý giùm. Bây giờ nè, Tùng qua đây để cô dâu sát tới xíu khom nhẹ cho má ngoại. Rồi, rồi ha. Chờ xe má đi con, tắt tháo chờ xe. Và chú rể nè, xin được ra mắt dân rượu cho hai lào cô. Mời lào cô con. Hai lào cô là em của cô ngoài ha. Hai. Rồi, đưa đây, để xuống này. Cái này cũng là cô, còn cái này cũng phải Ý ở Sài Gòn, cái này cũng chê. Số à, bây giờ sao? À, vậy hả? Yeah. Vâng, kính thưa cùng quý tộc hai họ, và theo ý của chủ hôn nữa, tôi xin phép được bạn phép đại diện, đó là công khai mở ra những cái hồng bao. Nhất lễ, nhị lễ, hai lễ con. Rồi, rồi, cho xe nồi là cô. Ha, tiên năng kẹ cái gì? Hôm nay gửi cái gì? Rồi tiếp tục đó là cô dâu và chú rể nè, ra mắt dân rượu cho lào cô với lào kiểm. Mời lào cô lào kiểm. Ấy lẽ tay tôi nữa ha. Thôi để tao uống cái ly. Nhận chung về. Rồi cái là cô lào cô à, chúc mừng. Rồi cái lào kiểm bà mợ nó đó là một chiếc nhẫn, chúc mừng cho hai cháu. À, đưa tay. Chụp bức hình, chụp bức hình. Rồi cảm ơn lào cô lào kiểm con. Hai lễ con. Cảm ơn con, mở miệng cảm ơn. Ê hồi kịp cái ba má à? Dạ. Ba má. Một đứa chung nè con. Một đứa chung nè. À, Mỹ mời má, chú rể mời bá con, hai tay đàng hoàng mời, nghiêng mình cái mời. Rồi có chú rể nè, ra mắt dân rượu cho bá má, đó là nhạc phụ nhạc mẫu của chú rể à. Nhận chung về, ê, nhận chung về. Má hôm nay rất là vui, gia đình thêm được một thành viên mới, đó là rể hiền, rể quý. À, chúc mừng cô dâu và chú rể thưa quý vị, đó là hai sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn, một tấm lắc đeo tay. Và trân trọng kính mời ai hay lén đứng lên để mà đeo sợi chuyền cho con rể. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay lén, tiếp, đang này.
thoa lại chi kịch là gì dòng qua Dính chung cặp chụp môi đi. Dính chung cặp chụp môi đi. À chụp cho rồi. Đây nhìn ra con cái nha. Rồi, à Son. Cậu ơi. À Son hai chiếc nhẫn đó, anh chiếc cho ông lấy đeo cho dễ. Nhẫn đi, hai chiếc đó, chiếc trắng của Lư cho cô dâu đó. Đúng rồi. Để. À có anh hai nhưng mà hai người đều đeo nhẫn chung gì đi, ý là vậy đó. À. Vâng, đó là anh hai của cô dâu à, chúc mừng cho em gái mình cất bước lên sẽ qua nhà chồng. Đó là một chiếc nhẫn hột xoàn ạ. À. À. Rồi phần hê số đây tiếp theo đó là một tấm lắc đeo tay và một chiếc nhẫn cho con ghẻ ạ. À. Anh hê tạm nhìn đó. Tôi thấy cưới vợ ham quá, chắc tôi về tôi cưới tiếp à. Ờ, tôi về tôi cưới tiếp. Rồi, A Mỹ nè, A Mỹ. A Mỹ khi má buông tay rồi đó, con xoay qua hôn má cái. Rồi Tùng nè, Tùng cặp vai ôm má mày với cái bộ vai cái. Rồi, buông, ôm. Rồi, buông, ôm rồi, ôm má mày tự nhiên đi. Hôn cái con. Tùng mày ôm được rồi. Rồi mời hai góc trở về chỗ. Cô vô chú ghẻ nè, ba má rồi. Có ba má hai đứa mới có ngày hôm nay. Gán nhớ chữ hiếu làm đầu, hôm qua ở nhà hàng có giới thiệu rồi ha. Thôi nè, xây qua nghiêng mình hướng về ba má gật đầu cảm ơn ba má hai lễ, nhất lễ, nhì lễ. Rồi thôi. Rồi tiếp tục đó là cô dâu chú ghẻ nè, ra mắt dân rượu cho tò cô tò tẻ. Mời cô tẻ. Nhận chung về. Đúng, có thể để xuống đây. Rồi cô tò tẻ rất là vui. Chúc mừng cho hai cháu, thưa cùng quý vị. Đó là hai chiếc nhẫn à. Cái này sẽ chị ở bên chị điện gửi. À, số chị của sim á. Bỏ sim. Số chị ở bên Thụy Điển gửi quà chúc mừng cô dâu chú ghẻ, đó là một chiếc nhẫn à. Đại diện gia đình rất là cảm ơn số chị à. Rồi, nghiêng mình cảm ơn tụ cô tụ tỉa với số chị. Gặp lâu, hai lễ con. Rồi, cảm ơn cô tỉa. Rồi, cô dâu và chú ghẻ nè, ra mắt dân rượu cho tòa bè, tòa ôm. Mày. Hãy là, đẩy xuống. Đúng. Rồi, tòa bè, tòa ôm rất là vui, bởi vì hôm nay vàng lên giá. Uống chút xíu rượu là một người phải chiếc nhẫn. Rồi, cảm ơn bè ôm. Đưa tay bè, đưa tay cho bè. Đưa tay, mày đưa tay tự nhiên, có hai đứa mà. Giật bỏ giấy, cảm ơn bè ôm, gật đầu cảm ơn bè ôm, hai lễ con. Rồi, chờ xe bè ôm, giật bỏ. À, xin đứng và xin nhớ, hẹn là gì bè gì ôm, cánh chiêu, xe. Mời bè. Rồi dì bẹt dì ôm cũng rất là vui, chúc mừng cho hai cháu, đó là hai chiếc nhẫn à. Đưa tay. Rồi chờ xe dì bẹt dì ôm, trái kia không? Sáng, ha, chờ xe. Xí tiệc xí sim.
chú thêm năm, chú thêm năm. Ừ. Rồi xin nữ nữa hắn xí chạy xí xím cánh chiêu xia. Ừ. Rồi sư trạch sư sim cũng rất là vui, chúc mừng cô dâu chú rể, đó là một chiếc nhẫn. Phần sư trạch là cái hồng bao à, phần sư trạch kia cái hồng bao. Rồi như mình cảm ơn trạch sim hai lễ con à, cảm ơn trạch sim. Cái này ra mắt dân rượu cho Sa Bệ với Lào Xói Cũ, mời. Một sĩ ra ngoan thiếu, hồi về thiếu mình dễ rồi. Bên mình hồi có sẵn. Ê, mày đeo. Đeo vô. Ngồi đi. Đi chọn lại. Dằn nhập. Tùng đưa tay. Đeo luôn kìa. Trời xa, xa bẹt á, Lào Xói Cũ. Một người chúc mừng cô cho chú rể một chiếc nhẫn nè. Rồi Tùng sửa lại. Vô. Năng phải có kinh nghiệm đi buộc tay mua chiếc lớn lớn xíu. Gật đầu cảm ơn là ngủ đi sập bè cho xe xin nữa hé ra lầu ý lầu tỉa cánh chiêu xe ngủ này mắt à. Rồi lầu ý lầu tỉa tự nhiên à. Rồi chúc mừng cô dâu và chú rể, đó là một chiếc nhẫn à. Cái đó không vừa đổi chiếc này nè ý. Chiếc này ngon nè. Đám cưới phải nói vô à, không có nói ra. Cảm ơn lời là tiện. Rồi cô dâu và chú rể nè, ra mắt dân rượu cho bà Dượng. Bà dì Dượng Út. Sĩ bá, sĩ rồi ha. Bà dì ông Dượng Út. Sĩ rồi, phải rồi. Bà dì ông Dượng. Rồi lời ý là tỉa chúc mừng, đó là một chiếc nhẫn à. À cảm ơn lời ý là tỉa. Rồi xin đứng xin né hén nồi hai ý cánh chiêu, mời hai ý. Nhẫn. Rồi về phần A Ý bên đây chúc mừng cô dâu và chú rể, thưa quý vị, đó là hai chiếc vòng kiềng vàng đeo ở tay. À, A Ý một chiếc, là tiễn một chiếc, hai ông bà Hùng. À, ông kia nước ngoài. À. Cô dâu chú rể bữa nay vô mánh nhẫn vàng đeo đầy tay, sang năm sinh con trai. Thắp xuống cho ý vậy đeo. Phần ý mở chưa? À, mở rồi hả? À, ý để hộp lên đây. Rồi hai cháu nè hướng về hai ý gật đầu cảm ơn hai lễ con. Nhìn lễ. Mời hai ý có một người đại diện chút. Chút chút à. Ủa hai ý bùi cái thế hả? Rồi. Cô Cũ Yên gửi chúc mừng cô dâu và chú rể, gia đình rất là cảm ơn Cũ Yên. Rồi đây là Xói Ý, Xói Cũ, Xói Cũ tự nhiên.
Về phần sơ ý đó là chiếc vòng kiền vàng đeo ở cổ, chúc mừng cô dâu chú rể ạ. Cắm vào bằng nó. Gần khoảng 9 giờ này kia nó về cũng còn được. Vì 9 giờ lên mới tới giờ mình. Mà bên mình có nửa tiếng rồi. Bên mình lẹ lắm. Cái này nãy cho chỉnh nó hẹp. Nó hơi lâu. Phần ái cũ. Ổng sợ bả đòi tiền, ổng nói cũ kiểm nha. Tôi thì bởi vậy. Vâng, đó là tấm lắc của cũ kiểm, chúc mừng cô cho chú rể à. Rồi, cảm ơn sơ ý, cảm ơn cũ kiểm. Có bà xã rồi không? Rồi, cô dâu và chú rể này ra mắt nhân rượu cho hai cũ à. À, cũ nó tính hơn nữa thôi. Chà, cái ông này phe chú rể nè. Rồi, cảm ơn cụ. Cảm ơn hai cụ đi, cảm ơn hai cụ. Ế này ra mắt dân rượu cho ý tỉa. Mời ý tỉa à. Ý tỉa tự nhiên. Cái gái. Cái này hả? Cái này Út gửi. À, cái này cô Út gửi chúc mừng cô dâu chú rể và theo sự yêu cầu của gia đình thì tôi xin công khai phần này. Bên đó là 1 triệu Việt Nam đồng chẵn nè. À. Út, với nào nữa? Cái này luôn đó hả? Công khai luôn. À. Cùi liêu luôn. Cùi hết liêu luôn á, từ đầu tới cuối luôn. Từ đầu tới cuối bây giờ nhiều. Thôi cảm ơn ý tỉa đi. Vâng, phần này cô ý tỉa cũng là 1 triệu Việt Nam đồng ạ. À. Ý cá cũ, rồi cô dâu chú rể này ra mắt dân rượu cho ý cũ, mời. Ý cũ. Bữa nay làm lớn mừng. Nhận chung. Rồi, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, cảm ơn ý, cảm ơn cũ, nghe mình cảm ơn ý cũ. Đó là ra mắt dân rượu cho xây trẻ. Rồi, nhưng mình cảm ơn xây trẻ. Sao? Chút dở ra. Dở. Cái này cũ kiểm. Mời cũ kiểm dùng rượu ạ. Kệ chút xíu mở vì nó không có tên rồi khó. Rồi cảm ơn cửu kiểm. Hồi nãy sẵn đó cái tên tuổi xưng hô người ta làm luôn. Cái này 1 triệu nè. Cái này Hương Trúc. Cái này 1 triệu nữa nè. Cái này Tú Ly Sài Gòn nè. 300. Chứ cái bò mía, cái này xí cô. Xí cô xí tỉa, 1 triệu. Hai em Nguyên Cần Đước hả? Cầu Đúc. Cầu Đúc nó Cần Đước.
ông nhét chiếc nhét sau 2 tờ 400. Ông đi nhét riêng thấy tội nghiệp. Rồi hết rồi đó. Bây giờ cái phần bà con nó ngồi ai hia? Còn anh em không? À hết rồi. Mời mời hiên số ngồi. Vâng, kính thưa quý vị, những cái hồng bao bao thơ tôi đang cầm đây đó là thân tộc bà con ai họ, bên nội bên ngoại của họ nhà gái, gia đình nhà họ Tiêu đã gửi quà và cô dâu chú rể ra mắt kính rượu chúc mừng, và những cái vòng vàng cô dâu và chú rể đang đeo trên mình đại diện cho họ nhà gái bá má của cô dâu chú rể. Rất là cảm ơn quý thân tộc hai họ, và số tiền này bá má xin được để lại cho hai con nó làm vốn à, nhất bổn vạn lợi. Này là tiền nấy nữa nhau, tiền này đẻ ra dữ lắm á nè. À, má đưa cho hai đứa nhận, má đưa cho hai đứa nhận, gật đầu cảm ơn bá má con. Thêm lễ nữa con, một chàng pháo ơi, chúc mừng. Rồi thôi, tất cả nghi thức buổi lễ về phía họ nhà gái đã được kết thúc. Một lần nữa tôi xin được bạn phép đại diện cho số nám đây, đó là chủ hôn họ nhà trai. Rất là cảm ơn xin kê và sẽ chủ hôn họ nhà gái hôm nay tiếp đón nồng nhiệt và chu đáo, buổi lễ kết thúc tốt đẹp và mỹ mãn. Đại diện một lần nữa rất là cảm ơn hai số lén, đồng thời cũng là xin phép rước dâu và thỉnh họ. Cảm ơn tất cả quý vị, không ai vỗ tay. Trời ơi.